dụ ha, ví dụ người ta đưa con rắn mô tả sao? Vậy là đúng là ra không anh? Không ra nơi cái đó con lãi. Con lãi. Còn con rắn là em phải làm gì? Cặp năm cặp nia liền. Rồi. Em đã dạy em hô tên được Nguyễn Trần Khánh Vân, Bình Hưng Hòa. Vậy thôi. Không thấy em làm con khỉ con chó vậy đâu được rồi đó. Để em hôm nay em sẽ làm. Xé hình ảnh đẹp cho em chơi game show mà. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Là ngày mưa ngày vô em nắng ngồi đây mưa giông có sao đâu anh em mình còn có nhau. Thời gian gần đây thì ngoài khu vực Mũi Né ra thì cái khu vực mà La Ri, Kê Gà cũng là một cái điểm mà có tiềm năng du lịch rất lớn với cái tốc độ phát triển cao và nhiều cái khu nghỉ dưỡng nó có cái phong cách mộc mạc hơn. Và chúng ta đang đứng ở một trong những nơi như thế, đó là Kiji Beach Resort. Wow, đẹp mà đã. Rồi nói về cái việc mà vượt qua giới hạn ha, thì chúng ta có hai loại giới hạn thường gặp đúng không ạ? Dạ. Là giới hạn vô hình và giới hạn hữu hình. Hôm nay các bạn sẽ chơi cái trò chơi nó có một cái sự giới hạn hữu hình rất là rõ ràng, tức là các bạn thấy được. Rồi xin mời nhìn ra đằng sau. Wow. Thấy được. Ê, cái này chú hội chợ quá Lâm. Trời ơi, mấy cái con gì con bò con chó gì đúng không? Đập con dúi. Đập con dúi. Đập con dúi hả? Dúi vàng. Dúi vàng. Mời anh vàng cho chú. Dúi vàng. Là trời đầu vậy đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa anh có đi siêu thị đập chục chuỗi không? Trời đất ơi. Đó là cái giới hạn hữu hình ha. Và các bạn phải vượt qua thêm một cái giới hạn vô hình nữa. Chương trình chuẩn bị 10 từ khóa. Mỗi đội sẽ cử một thành viên thể hiện từ khóa đó sau màn bóng. Ba thành viên còn lại sẽ nằm trong hộp và tìm cách ngoi lên để xem và đoán từ khóa ấy. Đội đối thủ ở ngoài có quyền cản phá bằng búa hơi. Rồi. Mỗi đội có thời gian 10 phút để thực hiện thử thách. Đội nào đoán được nhiều từ khóa hơn là chiến thắng. Đặc biệt, nếu hai đội đoán đúng hết 20 từ khóa trong thời gian quy định, rồi, thì sẽ mang về 2 điểm vào quỹ điểm chung. Trường hợp cả hai đội cùng trả lời đúng hết 10 từ khóa trước thời gian quy định, thì đội nào hoàn thành nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Rồi bây giờ là đội nào sẽ chơi trước ạ? Đội xanh đi. Đội xanh đi chứ ạ. Đội xanh đi, đội xanh. Bắt gì đội tụi chơi trước? Giờ mình chơi đây, nhanh nha. Hồi nãy trò chơi kia mấy người chơi thua rồi, giờ chơi trước đi. Đúng không? Bây giờ là tới Kê Gà rồi thì mình ở o. Đứa nào o dài hơn thắng. Ai ai bước hai, ra. Hai gà mái ra đi. Trong đầu là mình phải thắng. Phải thắng, phải thắng chứ. Phải thắng nha. Phải thắng chứ. Tên em. 1 2 3 Hai đứa nín đi, hai đứa nín đi. Nè, coi hang gà ra làm nè. Hai đứa yếu nghề. Làm con gà là phải vậy. Nè, 1, 2, 3. Bạch, 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 bạch. Ờ, 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 ờ. Ba nhịp thôi, ba nhịp. Cắt cổ ra, đó thì cắt cổ ra. Ví dụ vậy. Ví dụ vậy. Phải dỗ đánh đâu lên. Mà em là con gà trống của đây gà mái. Ờ, thì ông cha là phải con gà. Gà gà mới đẻ cục ta. Vậy cục ta chứ. Ta chứ. Cục ta. Cục ta. Ờ. 2, 3. Dỗ nách đâu. Cái này chơi trước sau thôi bà, mình chưa thua. Chưa thua bà. Mình chơi trước sau thôi bà. Nhưng mà chuẩn cái xôi đi. Ví dụ ha, ví dụ người ta đưa con rắn mô tả sao? Vậy là đúng là ra không anh? Không ra nơi cái đó con lãi. Con lãi. Còn con rắn là em phải làm gì? Cặp năm cặp nia liền. Rồi. Em đã dạy em hô tên được Nguyễn Trần Khánh Vân, Bình Hưng Hòa. Vậy thôi. Không thấy em làm con khỉ con chó vậy đâu được này rồi nọ. Để em hôm nay em sẽ làm. Xé hình ảnh đẹp cho em chơi game show mà.
Rồi vậy em sẽ không? Em sẽ làm. Rồi tụi tôi chơi vô. Chúng tôi khu biệt thêm về cái đề để các bạn có thể dễ đoán nha. 10 cái từ khóa của chúng ta sẽ là những hành động, cử chỉ, thói quen hàng ngày của chúng ta. Và nó có thể là từ 2 đến 4 từ. Đạp xe đạp 3 từ. Đó kiểu vậy đó. Đạp xe đạp thì dễ mà. Thể dụng cho hơi xịn. Ừ. Phải ngồi đúng không? Rồi bây giờ em diễn coi con cá chùi kiếm. Không, cái này em thấy anh đúng không? Anh vô anh thử cái đó đi. Kiếm đó là nào? Con cá chùi kiếm. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Em đang chùi mà anh Giang. Anh thấy cái này là ok liền. Tao đang chùi kiến cái vực, tao đang kiến. Tao đang chuẩn bị lại. Đây, đây. Gọi đầu đi, gọi đầu đi. Cái đầu cái đó nhẹ, cái đó nhẹ nhẹ. Giặt đồ. Giặt đồ thì giặt đồ đúng không anh? Em không làm không có sâu sắc không đó. Đúng rồi, em cứ dạy lên. Đó, nè. Đó, lộn. Nhẹ thôi. Phát hiện tờ tiền. Đó, hay giờ. Hay quá à, bởi anh lại đội mà. Đúng rồi. Mời đội xương rồng nở hoa các bạn chuẩn bị vào hộp. Rồi, hai đội sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Và thời gian dành cho các bạn 3, 2, 1, bắt đầu. Nhảy dây Trời ơi, có từ nào bị xe đụng mà hằng ngày vậy? Tiếp rồi. Không phải. Ngủ. Ủa tự nhiên bà đi ngủ vậy? Không phải anh ơi. Không được thì xuống đi. Đứng chi vậy? Ủa, đánh gì ghê vậy? Trời ơi, tao đánh ghen mà. Tao đánh ghen trong xóm nè. Vâng ơi, làm liên tục đi em ơi. Diễn lẹ đi em ơi. Nhìn nha, nhanh lắm. Bà nội cũng dám lên, đi nhìn cái gì. Tét nách. Làm đi trời ơi. Xỉu. Ngất xỉu. Đúng. À, xay tiêu kìa. Cái gì vậy? À, múa chài. Không phải. Hai từ. Cái gì vậy? Đất ơi. Vân làm không có rõ hả? Xay tiêu. Trẻ củi. Đánh đàn. Em đâu rồi? Em ơi. Đất ơi. Bị gãy tay. Hai từ anh ơi, gần đúng rồi. Hoạt động hàng ngày gì mà bị gãy tay. À biết rồi. Gãy đàn. Đúng rồi. Gãy cái gì? Trên. Đánh thân trăng điểm. Đúng rồi. Ây da, ây. Tắm rửa. Kỳ cọ. Không, hồi nãy nói đi tắm là đúng rồi, tính đúng rồi. Ờ, đi tắm. Tắm. Hai chỗ. Đi tắm. Gọi đâu? Không phải. Cái gì bứt lỗ tay? Bốn chữ. À, biết rồi. À. Em
Gãi đầu bước tay. Gãi đầu bước tay. Hai cái chữ đầu tiên. Gọi đầu dưỡng sinh. Gọi đầu dưỡng sinh. Gãi đầu bước tay gì đó, cái gì đó, gì đầu tay đó. Gọi đầu bước, gọi đầu bước. Gọi đầu bước tay. Gọi đầu bước tay. Gọi đầu bước tóc. Gọi đầu bước tay. Gọi đầu bước tay đúng. Lâm ơi. Gọi ném đi, kệ người ta. Anh nghe cái này nha. Vẽ chân, vẽ chân. Đúng rồi. Vẽ chân. Trời ơi, dừng không được, dừng không được. Lâm dừng không được, trời ơi dừng lại đi ba. Tôi nè. Em hỏi cho tôi vậy đó. Em hỏi đâu tôi à. Tập thể dục, vương vai. Giãn cơ, căn cơ. Thể dục buổi sáng. Trời ơi. Anh bắt hình tết luôn rồi. Sọc ngang, sọc dọc. Uống dẻo. Đúng rồi. Trời ơi, hay vậy. Hết rồi. Dừng lại. Cho một từ. Anh Giang, hai chữ nha. Nhìn nha, rất là rõ nét rồi nha. Uống thuốc. Uống nước. Vui trò chơi. Hai chữ thôi ạ. Ăn uống. Đúng rồi. Hay quá, chúc mừng. Yeah. Đúng rồi. Anh ơi. Rocky 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion.